nay việc nước ta đoàn bấy biệt và thành yên xa thao cầu chẳng kiên lên chiều bên chùa lại ngàn nhiên cá gan dần tất chia đôi trong lại đông trường để chùa chính là chuyện gì? Có công chúa xin vào tiếp kiến. Có quận chúa à? Chốt vào. Kìa, Quang Huynh. Quận muội. Quang Huynh. Quận muội à? Nè, từ ngày mà quận chúa lãnh binh ra nó chống trận tiền Việt con gặt, sao? Thắng bại thế nào? Mau nói lại cho huynh đây được rõ. Dạ thưa Hoàng Huynh, em ra trốn xa trường thảo trừ cường sang thảo khấu, bắt được một con giặc. Bắt được con giặc à? Dạ. Nè, quận chúa nghe huynh hỏi là muội á dâng lời ra nơi chúng chặn tiền là táo trừ chứ không phải là thu phục. Dạ. Sao? Nhưng mà cái con giặc này nó lạ lắm. Lạ là lạ thế nào? Nói cho huynh đây được rõ. Lạ ra sao? Không phải là đàn ông. Không phải đàn ông. Dạ. Rồi sao nữa? Cũng không phải đàn bà luôn. Không phải đàn bà luôn. Dạ. Vậy chứ nó là cái gì? Không biết ai không? Ai? Nó là con gái. Gái tầm bậy à? Con gái nào mà đi làm cường sang thảo khấu chắc là muội làm bị qua mắt rồi đó phải à? Muội nói thiệt mà. Con gái thế nào? Con gái mà đi là ăn cướp à, tụ đảng lâu la, cướp của giết người, sống ở đất vua mà quân pháp bất tùng à. Gặp như huynh á, huynh không phải là thu phục đâu mà huynh đem ra huynh chém. Dương huynh à, Dương huynh rút giận đi. Tại vì Dương huynh chưa có gặp tỷ nương thôi. Nếu như mà Dương huynh gặp rồi á. Ai khoan đã. Muội mới vừa nói tỷ nương là sao? Tại vì em mến tài của Tiêu Danh Phụng cho nên đã kết nghĩa chi lan cùng với. Quận muội. Dạ. Quận muội lại tư thông với giặc à? Là mang câu chính tật quả tật thế nào? Cãi lệnh của Dương huynh à? Không có đâu, em vì huynh mà. Sao vì anh vậy ta? Em vì huynh mà. Tại sao vậy ta? Tại vì em thấy nói lại đuôi đầu cho huynh đây được rõ. Dạ. Nói bấy nhiêu lời em tré phân quả cho anh hiền. Nói cho hết đi. Vì em đây đã chiến giao đời còn sân đầu với nước cùng nhau ở dòng chiến tranh thấm cao chung nơi trường xa bình yên. Em đang trang nữ hào ca kia cùng không kém của. Cho phép em được nói. Nói sao? Dạ bây giờ Dương huynh thương em không? Thương. Dạ thì diễn kiến tỷ nương của em một lần thôi. Một lần thôi ha? Dạ. Nhưng mà huynh nói trước nha. Dạ. Tại vì nể tình quận muội cho nên là huynh mới cho có con vật nó vào đây. Dạ. Nhưng mà nên nhớ nha. Dạ sao? Huynh mà lắc đầu có nghĩa là đem ra chém liền. Dạ, lắc đầu là đem chém. Phải. Lắc đầu đem chém. Dạ được. Đa tạ Hoàng huynh. Cường sang thấu cấu mình là con gái. Con gái mà đi cướp của giết người đó. Tới chưa? Gặp như ta đây rồi. Đem ta giết liền. Tỷ Nương à, trước khi mình vào Điện Kim Loan thì mình phải qua dinh của một người. Ai vậy? Dạ, ông này có chức lớn nhất trong cung. Thua vua thôi. Ổng dưới vua thôi hả? Dạ đúng rồi. Vậy ổng là? Dạ, là ngự đệ. À, hoàng ngự đệ. Dạ đúng rồi. Ủa, mà mình đi vào trong Kim Loan Điện để bái kiến Thánh Hoàng là phải đi ngang qua cung của ổng hả? Dạ không phải. Có còn đường nào khác đâu? Dạ không phải. Ý em là nếu như mà chị vào đây bái mạ người này thì người này sẽ có đủ bản lãnh để mà bảo lãnh chị nơi chốn Điện Kim Loan. Vậy hả? Dạ. Vậy ta nghe lời mũi đó nghe. Dạ bây giờ chị vào ra mắt hoàng huynh của em đi. Ra mắt ổng dạ. Hả? Quân đâu? Ra mắt phải không? Chuẩn bị sẵn sàng nghe. Ta mà lắc đầu là đem ra chém liền cho ta. Chưa mà Dương Hoàng Huynh. Ra mắt đi Tỷ Nương. Để thế cho chị. Dạ. Dạ. Trời đất ơi trời ơi trời đất ơi. Nơi đây là nơi trốn dinh nội chứ không phải là nơi cường. Nên là trốn sân đầu mà nó ra vào đây mà nó nạt nổ như vậy đó. Quỳnh muội. Dạ. Sao vậy? Đã Huynh nói với muội rồi. Huynh nói với muội rồi đem ra giết liền chứ đem vào đây làm gì nữa. Trời ơi đất. Dạ. Thôi, trời, Hoàng Huynh ơi, Hoàng Huynh ngồi đó em quên Hoàng Huynh bị bệnh. Rồi để sao? Em nói. Ủa Huynh chưa nói sao mà muội biết Huynh bị bệnh vậy? Tại vì Huynh hết hồn đó. À giờ... bệnh giật mình đó phải không? Dạ đúng rồi, bây giờ em qua em nói ha. Nói với con vật á là vào đây phải ăn nói cho nhẹ, nhỏ nhẹ đàng hoàng. Dạ. Chứ đâu phải là nơi chốn sân đầu đừng muốn ăn nói, ăn to nói lớn thì được. Dạ rồi, chờ em tí xíu. Tỷ Nương ơi. Hả? Chị ơi, hồi xưa chị ở Đảnh Sang á. Lẹ lẹ đi nha, trễ rồi đó. Không biết gì thôi. Còn bây giờ chị vào nơi chốn hoàng cung, chị nói chuyện nhỏ nhỏ, mềm mềm mỏng mỏng thôi. Hoàng huynh em có bệnh đó. Nói vậy ổng không chịu hả? Dạ không chịu. Vậy phải nói cho thiệt là nhỏ. Dạ hả? Đúng rồi thiệt. Được rồi nhỏ. Để ta biết rồi. Nhỏ thôi nha. Trời đất ơi. Quận muội ơi quận muội. Dạ. Con giặc nó vào chưa vậy muội? Dạ, vào rồi đó Dương Hoàng Huynh. Vào rồi hả? Dạ. Ra mắt ta chưa vậy? Dạ, ra mắt rồi. Mà em còn không nghe lấy gì Hoàng Huynh nghe. Phải rồi, muội không nghe lấy gì em ta xin nghe. Xin lỗi. Nó bị á khẩu rồi. Tỷ Nương ơi, em nói mềm mềm mỏng mỏng nhỏ nhỏ là vừa đủ nghe, giống như em với chị nói chuyện. Thì nhỏ thiệt là nhỏ rồi đó. Dạ, giống như em với chị nói chuyện nè. Chị nói em còn không nghe lấy gì Hoàng Huynh em nghe. Nhỏ vừa vừa phải không? Dạ phải. Ha. Ông này coi bộ ông khó tánh dữ à nghe. Dạ đúng rồi. Thôi được rồi. Chiều quận mũi đó nghe. Dạ. Dạ. Tiêu gia anh Phụng xin bái mạng Hoàng ngự đệ. Con vua. Con vua. Cháu chúa. Cháu chúa. Tống Trường Long. Tống Trường Long. Đẹp trai. Đẹp trai. Bị bệnh. Bị bệnh. Cái gì mà nói tùm lum tà la vậy trời. Trời ơi ra mắt nó ra mắt đi. Dạ được chưa? Xong chưa? Dạ xong rồi. Vậy thì Cường Sang thảo cấu ra làm sao vậy chứ nào? Quân truyền quân sĩ đem Tiên Phụng ra chém. Làm gì em? Tự nhiên kêu quân sĩ làm gì? Hồi nãy rõ ràng Hoàng Huynh nói với em á là khi mà vào mà Hoàng Huynh lắc đầu vậy nè là đem Tiên Phụng ra chém. Nhưng mà phải nhìn theo cái em thấy Hoàng Huynh làm vậy nào đó chém. Muội ơi muội sao muội thơ ngây quá. Đúng là Huynh lắc đầu nhưng mà muội phải coi theo cái thể hiện của Huynh thế nào. Dạ. Người vậy đâu mà đẹp quá trời quá đất vậy. Vậy là chịu rồi đúng không? Người đâu mà như vẽ đẹp tợ tranh thiêu, quả là má phấn mỹ miều mới nhìn thấy lòng ta thêm rung động gì đó. Vậy là không có viết phải không Hoàng Huynh? Viết chi vậy? Trời đẹp như viết làm gì? Em nói mà. Nên này nghe nè. Sao? Bây giờ là Huynh biết ý của muội rồi. Từ nhỏ lớn lên là anh em ta từ nhỏ lớn lên rồi. Từ cái tánh ý của muội thế nào là Huynh biết. Dạ. Ý của muội á là nếu như muội mà dẫn con giặc này vào nó trốn Kim Loan Điện thì mà tính mạng khó giữ đúng không? Dạ đúng. Đó, bởi vậy muội dẫn vào đây á là để cho Huynh đem ra Huynh bảo lãnh cho cái người này đúng không? Hoàng Huynh em là người tuyệt vời nhất luôn á. Thôi đừng có nịnh chúng tôi đi cô. Nè nghe Huynh nói nè. Dạ. Bây giờ là tự nhiên Quynh thấy tự nhiên từ đó giờ chưa bao giờ mà Quynh gặp người con gái nào đẹp như vậy hết trơn trọi á. Bây giờ gặp bây giờ là mà Quynh biết chào hỏi ta sao? Dạ thì bây giờ Quynh không biết đúng không? Ừ. Giờ với lại muội thích ăn đầu heo không? Đầu heo hả? Dạ thích. Ăn cho mập hơn. Ăn thủ dĩ luôn ha. Dạ. Là mai Quynh ý. Mai nha. Làm mai. Được là mấy cái đầu heo? Muốn bao nhiêu cái nè? 10. Trời đất ơi, ăn dữ vậy thôi cô nương ơi. Giờ nói cho muội nghe nè. Bây giờ Quynh đến Quynh hỏi người ta sao? Muội chỉ đi. Dạ thì hỏi người ta là thôi bây giờ để nghĩ sao nói vậy đi. Dạ đúng rồi. Nghĩ sao nói vậy. Nó nghĩ sao nói vậy, đúng rồi. Dạ. Nàng ơi. Tôi hả? Vậy chứ lẽ ta kêu ta là bằng nàng. Nghe ta hỏi nè. Dạ. Vậy chứ nàng được bao nhiêu con rồi? Trời ơi. Gì? Hỏi cái gì kỳ vậy? Hỏi sao kỳ? Mới gặp nhau tự nhiên hỏi người ta bao nhiêu con rồi. Trời ơi, bao nhiêu con đây là bao nhiêu con giáp bao nhiêu tuổi đó. Chứ đâu phải. Quên phải nói rõ ràng ra. Rõ ràng phải không? Nàng ơi. Dạ. Vậy chứ 12 con giáp nàng tuổi con gì? Hả? Đừng có tuổi con cọp nghe, ta sợ con cọp lắm rồi nha. Dạ. Tiêu gia tuổi con gì? Con mèo. Mèo mới mèo là mèo ha. Muội. Dạ. Bây giờ nói cho muội nghe nè, muội đứng đây tự nhiên Quynh ngại, Quynh không dám nói gì hết trơn trọi. Quynh ngại rồi, giờ muội phải làm sao? Đi vòng vòng chơi đi. Hả? Dạ. Xin tuân lệnh. Được rồi đó. Dạ. Nói gì mà là biết nghe lời sao? Cái gì vậy trời? Muội làm gì vậy? Dạ em đi vòng vòng. Đi vòng vòng chi? Nãy con Quynh nói rồi muội đi vòng vòng chơi đi. Trời đất ơi, muội đi vòng vòng có nghĩa là đi ra ngoài kia cái gốc cây ngoài kia có ổ kiến lửa ngoài đó, ra ngoài chơi với nó đi, lại lên. Ê mà khoan đã. Muội dẫn con vật này tên gọi là gì? Dạ. Thôi để Quynh hỏi, cho. Quynh hỏi luôn. Để Quynh hỏi. Bây giờ muội đi ra ngoài chơi với tổ kiến đi nha. Ông ấy vui lắm đó nha. Quynh hát nha. Có chăn Quynh đèn nha. Muội đi đó nha. Quận chúa. Em có quận chúa đây chơi chị có... kêu em, chị quận chúa em. Hả? Trời đất. Sao quận chúa bỏ tôi đây mà đi vậy? Dạ tỷ nương, bây giờ tỷ nương ở lại tâm tình cùng Dương Quynh với. Biết gì đâu mà tâm tình. Dạ thì ổng hỏi gì trả lời đó. Hỏi gì nữa? Ổng sao đó coi vậy chứ hiền cô à. Ổng dữ không? Thấy cái miệng ổng không? Hiền cô à. Đúng rồi, hiền cô à. Dạ. Ở đây nha. Dạ thưa Dương Quynh em đây à. Được rồi, muội ra ngoài chơi nghe. Này ủa nãy muội nói tên gì vậy? Dạ. Nàng danh tính là chi cho ta được biết? Tiêu Anh Phụng. Tiêu Anh Phụng à? Nàng năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi là cái tuổi này tuổi lấy chồng được rồi đó nha. Ta 19 tuổi ta cũng chưa vợ nữa. Vậy chứ theo như ta hỏi là lý do làm sao mà nàng lại nơi chốn bạch yến sang lại tụ đảng lâu la cướp bóc? Dạ, lời người đầy hỏi qua, Tiêu gia xin phán càn. Bởi ngày xưa, cha của tôi là Tiêu Quá Long làm quan nơi triều Nội. Tiêu Quá Long. Nhưng bởi do Thiên Ngang nghe lời sạc tấu của quân Giang ám hại, cha tôi phải thiệt mạng giữa ải độc quán. Còn tôi đây tách dẫm về Bạch Yến Sang, tổ nghĩa sân hùng, chờ ngày rửa hận. Nay tôi cử binh trở về nơi chốn tông trào, trước là muốn được rửa hận cho cha, giết hết quân gian ác, và muốn minh quan tội cha giữa Kim Loan Điện. Và sau đó nghe lời quận nương, tôi cũng muốn đem tài vi nữ để phò tá giang sang. Phải rồi, lúc ta được 7 tuổi, khi tiếng dương còn nơi triều Nội, ta có nghe vụ án của Tiêu Quá Long tổng binh từ thời trước. Nhưng mà ta không biết là sự việc thế nào, nên bây giờ á, nếu như Tiêu nương trở về đây á, một lòng hồi vua cứu nước á, thì ta hứa sẽ tâu qua cùng với Dương Quynh á, để xem lại vụ án thế nào để rửa oan cho cha của nàng. Dạ xin đa tạ hoàng ngự đệ. Còn bây giờ dạ bây giờ thì ta hỏi thêm một câu nữa nha. Dạ vậy chứ hoàng ngự đệ muốn hỏi gì? Nàng có nơi nào mà chỉ đỏ đeo tay chưa? Chỉ đỏ đeo tay hả? Chỉ đỏ để theo thùa mai giá, đeo tay chi cho nó uổng. Trời ơi, y huynh nói, y ta nói là có nơi nào kết tóc xe tơ chưa đó? Có nơi tóc đó hả? Trời ơi, tóc người ta để cho suông mượt như vậy cho nó đẹp nè, chứ mình kết lại làm gì cho nó rối vậy? Tội nghiệp cho nàng quá nghi thơ. Ý ta muốn hỏi là nàng đã có nơi đến nước chưa? Đã có người mà má tựa với kề, khi xa thì nhớ, khi gần là thương đó. Là gì? Là có nghĩa là lại gần nhau á. Là nàng đưa tay đi, tay kia kìa. Dạ. Nè, nàng thử nàng dời vào đây nè, nàng vào thêm nè. Cái người mà đứng bên cạnh của mình á, tự nhiên trái tim đập nó như là thổn thức vậy đó. Có chồng chưa phải không? Đúng rồi. Trời, nó đại đi quanh con hoài. Nàng có chồng chưa? Có rồi. Có rồi hả? Cái trời ơi, có rồi là sao? Nhiều chồng lắm. Trời ơi, nàng năm nay 18 tuổi mà nhiều chồng. Là nhiều chồng thế nào? Là sao? Là đi muốn thử lòng và cứ để cho hết hồn gì à? Giờ sau này khi nào minh quan được tội cho cha giữa chốn Kim Loan, diệt được bọn tà gian ám hại phụ thân, thì lúc đó chữ lương duyên Tiêu gia mới dám nghĩ đến. Vậy là nàng đã hứa một lời dai ngẫu rồi nha. Ta đi khắc ghi trong dạ nè. Nhưng mà ta nói cho nàng nghe nè, nơi trốn triều nội thì rộng lớn. Nếu mà nàng một mình, nàng đâu biết đi đường nào. Rồi rủi gặp quân canh á, nó bắt nàng, nó cho nàng là gian tế. Chi bằng á, nàng hãy theo ta, ta dẫn nàng đi lên Kim Loan Điện nó mắc cùng với Như huynh. Dạ ta tạo và người đệ. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái ta dắt cho với điều kiện bây giờ là nè, nàng đưa tay đi rồi ta dắt nàng đi để không bị lạ. Vậy thì dạ sao? Dạ vậy người đệ đưa tay ra đi. Đưa tay ra đây. Đưa tay nè. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại thấy đường đâu mà đưa. Mày dẫn đi. Nhắm mắt lại chứ không ấy. Tiêu anh Phụng mắc cỡ lắm. Rồi đúng rồi, nàng mắc cỡ phải không? Rồi chưa? Rồi nó nhắm mắt rồi. Nhắm mắt rồi ha. Vậy tôi đẩy bàn tay tôi lên để cho người đệ dẫn tôi đi ha. Rồi. Ôi bàn tay bút măng xinh đẹp. Trời ơi, làm sao qua mắt được ta? Cái bàn tay này từ nhỏ lớn lên nè, từ nhỏ lớn lên làm sao qua mắt được ta, phải không Quận Muội? Trời nè, hãy theo ta dẫn Tiêu nương anh Phụng trở về ra mắt Dương huynh. Dạ đúng rồi. Quan Hưởng Gia Lai. Trạm Mỹ Lệ các khanh hãy bình thân. Đội ơn bệ hạ. Này các khanh, dạ, từ quận Nương ly xa nơi quan ải, chàng phản kinh thành hiệp mặt muội già huynh dõi mắt trong theo sao bậc dạng dáng hình, khiến cho trăm lòng bưng khuâng hoài dòng ma. Muốn tố Dương huynh quận mũi đã về đây, nơi tuyến đường của một kẻ tình hạ, dân đi cả đất đầy tay đem tài sinh bao bỏ tóc quân. Vậy hãy mau mời quận mũi vào đây, tỏ đường lui đầu. Quận muội vào nơi Kim Loan Điện. Dạ quận nương Tống Quốc, trừ giặc Cường Sang, phản Mã Hồi Loan, chúc Dương huynh tế tăng dạng dạng tuế. Trạm Mỹ Lễ hoàng muội hải bình thân. Dạ đội ơn Dương huynh. Hoàng muội ôi quá trời còn nhỏ nhỏ phước, thương độ cho Tống Bang. Ta nghe nói muội đây đã thắng trận Khải Hoàn, trở về đây thì hãy nói cho ta về công lao của muội. Dạ tâu Dương huynh, em đã thắng giặc Cường Sang và dẫn dụ nàng về Phò An Cương Thổ. Nay thỉnh ý của Dương huynh cho nàng nhập trào để diện kiến. Nè, giặc Cường Sang là cái nàng đó em dắt về đây à? Dạ phải. Nhưng mà liệu có nguy hiểm cho triều đình hay không? Dạ thưa Dương huynh, em cùng nàng ta kết nghĩa chi lan, nên em xin bảo lãnh cho người nơi chốn điện Kim Loan. Dương huynh xin cho thấu nhập. Còn ngự đệ, ý của ngự đệ ra sao? Dạ muốn tấu cùng Dương huynh, người sang thảo khấu kia chính là người con gái tên gọi là Tiêu Anh Phụng. Tiêu Anh Phụng? Dạ, con của Tiêu Quá Long tổng binh ngày trước đó tâu Dương huynh. Con của Tiêu Quá Long mà? Dạ phải. Vậy thì giữa Kim Trào mau mời Tiêu Anh Phụng vào đây đó nha. Dạ Tiêu Anh Phụng bái mạng Thánh Hoàng, cầu quốc thái dân an, chúc bá quan vạn phúc. Quân giết thủy quân đem Cường Sang cướp đoạn ra bất trường trảm thủ. Phải vậy đâu tâu Dương huynh, cho em xin phép được hạ hàng tam cấp để có đôi lời đàm đạo cùng tỷ tướng quan. Thuyết lai. Dạ thưa ngài tể tướng. Dạ thần kính chào quận chúa. Lý do gì mình đòi chém Tiêu Danh Phụng vậy thưa ngài? Dạ quận chúa quên rồi sao? Đây là bọn Cường Sang cướp đảng. Bọn này nè, vô thủ vô thực, vô trụ vô quân vô phụ, thế nào nó về đây nó cũng làm loạn triều đình, nên thần mới truyền chém đầu nó đó. Thưa qua cùng tể tướng. Dạ ta giết giặc thì sẽ hết còn giặc. Dạ tha giặc thì sẽ hết giặc. Dạ, và dạ, nếu như mỗi cái mỗi giết thì ai sẽ đầu Tống Bang, ai dám ra làm tướng. Dạ lời. Dạ lại ngài là quan văn, chỉ biết cầm bút ngồi yên một chỗ, đâu hiểu nỗi khổ của quan võ ngoài chốn Trường Sa. Tiêu Anh Phụng cùng ta kết nghĩa chi lan, Phò An Cương Thổ. Vậy à? Dương huynh ta chưa lên tiếng, ngài muốn á quyền vua à? Dạ không dám. Dạ thành không dám. Nếu như không dám thì mời ông về chỗ. Dạ không được nói nha, nói là có tôi á. Dạ người ta đẹp vậy mà kêu ba quân giết thì chịu nổi không? Này Tiêu Anh Phụng. Dạ. Vậy là ngươi đã đầu phục Tống Bang? Dạ. Nay về đây trước đem tài báo bộ Giang Sang và xin được phò án Tống Quốc. Hay lắm. Vậy giữa Kim Trào trẫm xét thấy còn khiếm khuyết chức Nguyên Nhung, trẫm hạ lệnh truyền cho đó quyền di đại soái. Dạ khoan đã, khoan đã. Đại tấu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần có đôi lời với Tiêu Hoa Danh Phụng. Yeah. Mời thừa tướng. Xin kính chào Tiêu Gia Anh Phụng. Đây là con gái của Tiêu Quá Long. Đó chẳng qua là bạn đồng liêu của tôi. Chức Nguyên Nhung này nhỏ lắm. Yên chí đi, tôi sẽ tâu với bệ hạ cao hơn chút xíu nữa, để cho Tiêu Anh Phụng có chỗ mà nương nhờ. Đa tạ. Không có chi, không chi. Dạ khải tâu bệ hạ. Chuyện chi? Như Tiêu Anh Phụng đây mới về triều đình giá nhập đầu hôm sớm mai, mà ở triều đình ta biết bao nhiêu là quan thi sinh ngoài chiến trường gối giáo nằm xương, không được lãnh chức Nguyên Nhung, mà Tiêu Anh Phụng mới về đây chưa thọ tiễn ghi công thọ triều đình nhậm chức. Như vậy ai dám đến đầu ta, ai dám ra làm tướng gì á bệ hạ? Lời của thừa tướng thông qua rất phải. Vậy dám truyền ban cho Tiêu Anh Phụng là tiền phương di chức. Dạ. Quận chúa ơi, Như Tiêu gia ta bé với trưởng nhân nhân tức phục, nay về đây vào cuối ra lò. Ta đâu mà đến công hầu cánh tước chúng triều ca, về đây là muốn giải quan cho thân phụ và đất tại còn an Tông Quốc. Nhưng xin chị hãy nghĩ đến tình Chi Lan, dằn tâm lập đầu công mai tao rạng rỡ. Và muốn tao cùng Dương huynh. Xin Dương huynh trưởng tấu cho đệ hai điều. Hai điều à? Dạ. Vậy ngự đệ đây cứ nói. Dạ muốn tấu cùng Dương huynh. Vì trước tiên là đệ đã hứa cùng với Tiêu Anh Phụng là khi trở về nơi chốn triều nội Tống Bang, đệ sẽ xin xét lại vụ án của Tiêu Quá Long tiên tổng binh ngày trước. Vậy à? Vậy điều thứ nhất. Và điều thứ hai, nếu mà khi mà xong rồi á, thì xin Dương huynh để tác thành hôn lễ cùng với đệ cùng với Tiêu Anh Phụng. Vậy dạ. Dạ. Được. Lời của ngự đệ ta đây đồng ý. Ta tạ Dương huynh. Dạ 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 dạ. Cấp báo. Tam sói cử đại hùng binh, thần cấp lai phi báo. Dạ dạ. Dạ. Cầm gan lòng hành hung hăng dùng quân đồng tư trong đại mau ra đánh đầu ta xoáy hung hăng. Quân bay nghe lệnh truyền của ta dùng binh đồng tư con ta kẻ thù đi lệnh cấp gần đã hại toàn qua. Y lệnh cấp gần trừ an con thành nhiều loạn ngà dân ta. Vậy giữa nơi đây nơi chốn điên rồng, ai đem tài sức ra bình an cho ta. Dạ có. Dạ. Thần cái mạng thì còn bao bồ lo chi hết. Dẫu tâm sói tiểu tâm sinh biến, tài Tiêu gia cũng đủ dẹp loạn. Tống Cao còn nữ tướng Tiêu Anh Phụng đi, thì tâm sói như loài cảo thỏ. Nghe ai nói vui mừng chốc dạ. Vậy thì Kiếp mau trách dậm quan sang, đến nơi xa trường mà trừ án con giặc khám mạng. Xin đúng không? Vậy thì thuyền rồng hôm nay ra đi cứu nước. An hoàng gia có đúng chân bình an, không sống gió cuồng phong mà đầu buông nhau nước sông nơi trần thì ngạc ba giặc buồn. Tàu chiến quân em đây cần nước ta nên tình sang cùng hạ dần máu nước cho hôm nay già ta nuôi nhà trong em biết thân buồn đang nghĩ quân hòa dạ muốn đâu giờ đi ra trận chiến đem tài ra diệt vua từng thiên gia lòng mang chiến công về cho non sông sông một ngày vinh hoa. Để cấp châu lên một mười vạn quân binh mau kiếm khai thành kiều chiến thất nọ vô sự bãi đào hết là hổ hồi đi. Mỗi cái điều nói gì nói với lại Tiêu Anh Phụng, ta nép vào trong. Dạ muội nói nhanh lắm. Rồi, Quỳnh được. Cứ nép vào chờ muội tí xíu. À, này quận chúa, tại sao ta lãnh lệnh để lập đầu công mà nàng cũng lãnh lệnh là muốn tranh công với ta à? Dạ Quấn nương nào có ý như thế, em chỉ muốn lãnh công để mà cho chị Tiêu gia lập công thôi. À thì ra là như vậy. Dạ còn bây giờ em giận Thảo Lương ra nơi biên ải, còn ta đây cầm quân xuất trận từ quận Tam Soái giữa trường sa. Chị Tiêu nương hẹn một ngày khúc khải hoàng cá, tỷ muội ta cùng nhau tương ngộ. Giờ đây lìa xa chốn cung sơn về nhà. Về ra đường xa nước xa những ngăn dặn đường dài. Giờ đây ta gánh lòng nghe sao tiếng lòng mưa trên ngày mai đi chúng ta đoàn viên. Thề rằng nơi dưới không đồng, lòng chung không phải chữ đồng. Nguyện ai xin giữ câu thề, ngài lòng ngưỡng ngang quan ngang. Mai đây em gian khung hát, ngày gặp nhau mình tương quan. Ngày chung qua, ta không còn xa. Giờ chia biệt nhau biết nói chi đây lệ trào lòng. Giờ ta lìa nhau nhớ thương em chờ một ngày. Ngày ta tương kiến cùng mà nhau một ngày quang qua. Giờ đây cách xa hẹn chung ở lại. Xin kéo về hiểu biết. Quân sĩ Trương Xuất Minh à kìa ngự đệ. Để ta tiện Tiêu Nương mới dặm được, Ngự đã đệ. Nên chung trận tiền giết trừ con giặc. Dạ con đâu ngự đệ, nay Tiêu Anh Phụng cũng chỉ thanh hoàng cầm binh ra xa trường trừ Tám Soái. Xin ngự đệ ở chung cào cá giữ dáng mình vàng, chờ khúc khải hoàng cá đối ta cùng tướng ngộ. Tiêu Nương Ngự đệ đường trường xa quá nguy. em nước dầm liều mình Giờ ta cánh xa duyên tình biệt ly đông đa. bên nhau. Ngựa đề ơi đây tiêu gia phải cầm quốc ra xa trường chờ giặc xin gác lại ta sẽ chờ nhau, chờ một ngày quê hương không còn bọn quân xâm lược mở rộng vòng tay đón người chạy trẻ, ta sẽ cùng nhau dệt mối duyên đầu người đẹp cứ bước ra đi mà lòng yêu nặng thắm tình đốt báo sông lên má hồng nào khiếp sợ chỉ sợ riêng. Lòng ta đây đi nghẹn ngào, nghẹn ngào buồn chia xa ta cách chia, mong có ngày chung bên nhau tìm một tương quan bên nhau ngày ngày đến ngày bên mong mà. Chờ đợi bóng ai về người đi đưa tiếng người đi đi vào nơi nguyên không không thấy hẹn nào chắc chắn có lẽ cơn sắp đặt để cho mình xa cách từ đây nơi chúng chàng đã chờ đợi mỗi giờ mong hẹn ngày. Thank you. Nhớ rằng nơi chung số có một người đang chờ đợi người quay trở lại, tha nước cho tôi nên thiên thiên đại quyền con đời sánh bước bên nhau. Dạ tạm biệt thân tình của ngựa đệ, tiêu gia xin ghi khắc hẹn một ngày sạch bóng giặc ta nối lại duyên xưa. Tiêu anh cùng giờ đành chia xa.